Xin kính chào toàn thể anh em chiến hữu gần xa ha, và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Thì lời nói đầu tiên cho phép em được xin gửi lời cảm ơn và là chúc sức khỏe chân thành đến quý toàn thể anh em kích thủ gần xa. Cảm ơn anh em đã tin tưởng, quan tâm, ủng hộ những dòng sản phẩm anh em ha. Là hôm nay cũng tiếp tục trả hàng cho anh em chiến hữu tiếp theo anh em nha. Là hôm nay xin trả hàng cái mẫu máy công nghệ mới nhất 2024 bên cơ sở bên em ha. Là hôm nay xin trả máy là con máy là 22 feet lớn ha, là chạy 2 phần bấm độc lập, là chạy công nghệ mới ha, công nghệ chạy bán dẫn đầu ra. Nó thì nó thay thế hoàn toàn cho SCR truyền thống anh em, thì đây là con bán dẫn ha. Thì nó em đã cấy vào cái phần bấm này cho anh em mình xài hiệu suất nó cao hơn. Thì cái mẫu này thì cho anh em đánh tổng hợp tất cả các mặt cá ha, thu hoạch tất cả các mặt cá. Thì nó đặc biệt là nó chuyên trị cho những cái dùng nước anh em mà khó đánh, như là những mặt cá nói chung nó bị điện thường xuyên, nó bị chai điện rồi đó. Đối với những cái dòng SCR có thể không làm việc được, nhưng mà nó vẫn làm việc tốt cho anh em mình, vẫn phục vụ tốt cho anh em mình ha. Thì đây là hai phòng bánh đập nha anh em, chạy tần số riêng ha, cho anh em mình vừa thả lạnh tổng hợp, vừa thả cá chạch nè, vừa bên đây thì chích nóng này, chích một vợt và đánh lì và đánh trọng xung đó. Đây là cọc điện ra ha, còn hai cọc cùng màu là cái cọc bóp nha. Nó thì trong gia đình của anh đang đến nhận máy nha, đây đang ngồi đợi đây ha. Đó, có tham khảo thêm một số mẫu máy bên em. Mẫu này công nghệ mới nhất 2024 bên em nha nè. Nói chung là chị bán dẫn đầu ra ha. Nói chung không phải là chỉ tháo SCR ra mà cắm cái này vào được nha em. Nói chung là cả một quá trình ha. Nói chung là khác hoàn toàn với cái dòng SCR truyền thống ha. Nó khác kể cả những thông số biến áp nè, nó kỹ thuật căn chỉnh máy, nó dàn đồ căn chỉnh ha, kể cả những linh kiện như thế này. Nó anh em nhìn thấy vậy thôi chứ thấy tương tự mẫu kia, nhưng mà bên trong nó khác hoàn toàn ha. Rồi thì test sơ lược cho anh em mình tham khảo về chất lượng âm thanh của máy nha. Thì khi hoàn thiện thì có cái nắp đậy trên có cái quai sách luôn nha nè. Thì dòng máy này chuyên đánh về hệ nước ngọt nha, như là ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất, là nó không có kén cá cho anh em mình ha. Thì đối với dòng máy này thì chung anh em trước khi xài á, mình phải nạp tụ cho nó nha anh em, giống như khởi động máy ha. Thì mình khởi động máy á, tại vì máy này chung là công suất lớn ha, công suất khủng cho anh em mình đó, đánh sâu rộng và hiệu suất làm việc nó cao hơn cái dòng SCR truyền thống ha. Chung là mẫu công nghệ mới nhất ha. Chung thị trường thì cũng dọn dẹn chỉ có vài thợ làm cái dòng này thôi anh em, đếm trên đầu ngón tay ha, chứ không có cái nhiều đâu. Rồi bây giờ xin test bên hệ thả lạnh tổng hợp trước nha nè, thì anh em có thể tham khảo giùm em ha. Đây mình khởi động máy trước nha. Thì máy có chế độ auto quạt gió ha. Đó. Cái dòng này thì đó là chạy công nghệ ha, chạy 22 feet lớn ha. Đây biến áp đây đó, giảm công suất ha. Cho mình thả lạnh tổng hợp đây nha nè. Tiếng máy rất lực ha, chung tần số chuẩn ở đây. Rồi, anh em có thể tăng lên hoặc giảm xuống và tùy vào cái nguồn nước và mực nước của mình nha. Đây. Rồi đây chuyển bên hệ chuyên hệ cá chạch nha nè. Nè, mức thấp nhất đó nha. Tiếng máy rong nha nè. Rồi vào chim test bên hệ chích nóng ha, chích một vợt nè. Đây chế độ dính trộn xung đu ti nha, tăng giảm tần số nha, mở rộng xung, chỉnh hẹp xung lại nè, tùy vào nhu cầu cái mực nước mặt cá mình đánh, mình có thể căn chỉnh cái xung và tần số cho nó phù hợp ha. Rồi muốn đánh lì mình hạ cái công tắc bên chọn xung về và tiếp tục vợt nha anh em, tăng giảm tần số ha. Rồi ok ha, thì giới thiệu cho anh em tham khảo vậy thôi, thì quan trọng là xuống nước như thế nào nha anh em. Thì chung một dòng bên em thì cam kết cho anh em hiệu quả chất lượng ha. Thì con máy xứng đáng với đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra ha, chung một tiền nào của nó anh em. Bên em bán đồ bán theo giá trị chất lượng chứ không có bán kiểu đếm con đếm tiền nha. Đó, đây là anh khách quen nha anh em chứ không phải là khách mới nha. Đó, anh đã sử dụng máy bên em rồi, thì cũng tầm 2 năm rồi. Đó, thì anh
dùng con máy kia công nghệ cũ thôi, bây giờ anh muốn cải tiến hơn, anh qua giờ anh ủng hộ em con máy này chứ không phải là khách mới nha, chung là khách quen tin tưởng nha. Đó, thì bây giờ xin phép tạm dừng video và đóng gói trả hàng cho anh về nhà ha, đến cũng tranh thủ anh về đang đường xa, anh em mà thích thủ ở Long An ha. Đó, thì anh em cũng biết rồi, nói chung là khách quen quay lại ủng hộ là cái máy nó là hoạt động như thế nào ha. Đó, chung nếu không hiệu quả thì anh em đã không quay lại đâu anh em ha. Đó, rồi xin chia sẻ anh em một số đôi lợi vậy ha. Còn anh em cần máy cứ liên lạc trực tiếp với anh em, sẽ hỗ trợ cho anh em mình thông tin cụ thể về con máy. Đó, cần biết nhiều hơn thì cứ liên lạc trực tiếp cho em ha. Đó, thì chạy về trên đây thì cũng quay ngắn gọn cho anh em mình thôi, tại tranh thủ cho anh về nhà, anh còn công việc gia đình của anh nữa ha, tranh thủ. Rồi khi gói hàng xong thì tệ tiễn anh khách về nhà anh Chiến nha nè. Rồi đi có với cái ông cụ ha. Dạ, ông chúc ông sức khỏe ha. Dạ, không gặp gỡ nay về gặp đáng đi qua nữa. Dạ. Đáng qua xa quá. Dạ. Còn mấy chục cây mà dạ. Ớn tôi đi luôn. Đi cháu nội chơi chứ ớn lắm. Dạ. Chậm chạp quá. Rồi, chúc ông sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi, tiễn khách nhà Chiến nha nè. Dạ, đi với ông cụ nè. Thì anh khách này cũng ủng hộ mình, cũng đơn hàng cũng khá nhiều nha anh em, cũng ủng hộ phình pin 350 ha, 5 năm rồi phía dưới con máy luôn, cũng cần gần 2 năm rồi ha. Rồi bây giờ anh quay lại đổi con máy công suất lớn hơn ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em ha, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video những máy tiếp theo bên em nha nè. Thì những đơn hàng tiếp theo của anh em tiếp thủ và đặt bên em cũng cố gắng hoàn thiện sớm nhất ha, để kịp trả đơn hàng cho anh em mình. Rồi xin chào tạm biệt anh em. Còn đây là những cái đơn hàng của anh em tiếp theo đây ha, nói chung là cũng qua cho anh em theo, có theo dõi thì biết luôn cái đơn hàng của anh em đã tiến hành đây ha. Nó thì biến áp đây cũng đã quấn hoàn thiện rồi, đang vô keo đợi nó khô ha. Đó, rồi đã nhôm này đã làm chuẩn bị làm dấu nè, đăng khoan cho anh em mình nè. Ha, chung tiếp theo là 2-3 máy nữa lận ha. Rồi khi nào hoàn thiện thì có thời gian sẽ chia sẻ cho anh em mình tham khảo ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những máy tiếp theo bên em nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng và đặt niềm tin cùng cơ sở bên em ha. Rồi, xin trân trọng kính chào anh em mình nha.